Đấy, con này có màu da màu đỏ, màu đen và màu trắng, à, màu Màu đen. màu da màu đỏ, màu vàng và màu trắng, đẹp lắm. Đấy, nó y bằng đá luôn. Đấy, hàng này mà shop ra shop mua thì không bao giờ có chuyện dưới 250 đâu. Mình chỉ bán 159.000. Ờ, 159k. Cái này không cần về đâu, cái này khi nào mua là comment lên mình. Cái con này bị điên mày em ơi, bọn cứ đéo gì cũng biết. Bố mày đang livestream. Thì nó gọi điện nó chờ đứng. Mình ăn. Được rồi. Lên mã này là của phong gì nhỉ? Phong cổ Đức Nữ. Cổ Đức Nữ y nhá, 159k đẹp lắm. À, xuất sắc luôn. Chứ còn những cái dòng này mặc đẹp, đẹp xuất sắc luôn, phải đẹp vừa đâu. Cái này mình bán 159.000 thôi. Cổ Đức Nữ y lấy màu gì? Màu trắng không chị Hương Giang này. Thảo Ly ok này, Cổ Đức Nữ y màu đỏ, đúng rồi tình yêu. Có bốn màu đấy, da đỏ, vàng và trắng. Chị thích lấy màu nào thì bảo em giơ xem. Đẹp cực hàng nha em, từ cái khuy, các chị nhìn không? Từ cái khuy nó đẹp rồi. Đẹp từ cái khuy đẹp đi rồi các chị nhá. Đây, hàng này của CC Style nhá, nổi tiếng luôn. Từng cái khuy nó cũng đã đẹp và nét như thế này cho em luôn này, các chị nhìn thấy chữ Nữ y đá chưa? Đẹp xuất sắc cho em luôn. 159 cho em, lên cho em mã là gì ạ? Của phong Cổ Đức Nữ y nhá. Ok, Hà My dồn đơn, em lấy con trắng à. Lấy màu nào thì comment màu đấy. Lấy cho chị cái dây phong Nữ y, chị dơ màu cho khách xem. 159 nghìn các chị ơi. Đẹp. Đây lấy cái này đừng lấy đây nữa. Đứng ở đây mà dơ. Ok, Hương Giang nhá. Nữ y trắng ok gái xinh. Thảo Ly cũng ok, cũng Nữ y trắng này. Là phong Cổ Đức Nữ y này mình đang tặng là 159k. Đẹp lắm, xuất sắc luôn. Riêng hàng nhà mình mà nói chung là ai mà thích mặc dòng phong cổ này hoặc là thích mặc những cái dòng phong polo thì nên lấy con này vì nó rất là đẹp, chất nó không pha ni lông cho nên khi mọi người mà mặc cái nó rất nhẹ áo. Đây màu vàng này, mọi người mặc nhá, nó rất là nhẹ áo, nhẹ áo và nó thấm mồ hôi và đặc biệt là mọi người cảm thấy nó mềm chắc nó sướng. Chứ còn nếu mà mọi người mặc cô zip nó dày mà nhìn nó quê áo lắm. Cái hàng này của mình thì rất là yên tâm nhá, cực đẹp luôn. Phong Nữ y cho em màu trắng ok, Thảo Liên xuống đây cho em đi. Nga Vũ ok, xem màu đỏ đây chị gái. 159k nhá, từ cái tay, cái dáng tay, tất cả mọi thứ đều nó đều rất là vừa vặn nhưng nó không bị chật người. Thu ra cái số này cho em đi, vàng như trên like luôn, vàng này mà cũng trắng da lắm. U mì đen có sai em ơi, u mì có sai. Xong rồi lấy chuẩn u mì chị nhá, u mì có sai SML, XL, 2XL nhà chị đều có sai hết. 40-63 cân có sai, vàng như trên like luôn chị ạ. Vàng như trên like, vàng này nó không bị gọi là vàng chóe như kiểu là vàng chó đuổi đâu mà là đẹp lắm. Mà chị thu lương số này cho em chút cái đơn vào xong ấy. Một số rẻ. Cái này nhà em là toàn những màu, tức là màu nó đẹp thì mình lấy, không đẹp nó bỏ qua luôn, không bao giờ em nhập luôn. Kể là tông vàng hay tông đỏ hay tông gì đấy, các chị nhìn cái áo mình mặc cái dáng áo nhá, nó thoải mái, nó không bị dày áo cộm áo đấy, quần đi chị, chứ mà như hàng chợ đâu, mọi người hàng chợ xong rồi trông cái áo của Đức như chán lắm. Nhưng mà hàng này lên nó nét cái chị ạ, như kiểu hàng mua 500-600 nghìn luôn. Đấy, chị lấy Cổ Đức lên cho em nhé. Này, màu vàng đây. Đấy, các chị thích lấy màu nào lên cho em màu đấy. Vàng nhá, cổ kiếp này, cúc kiếp các chị nhìn thấy không? Hàng xịn nó khác luôn, đá điếc này. Nét, nét mà nó nét căng luôn. Đấy, áo thì các chị lấy màu nào lên, màu đỏ cũng như trên like luôn. Tất cả những màu ngày hôm nay là em nhìn so với trên like là nó đều rất là chuẩn. Nên các chị thích lấy màu nào lấy nhá này. Đấy, có 159.000 thôi mà mình mà mặc hàng đẹp. Cái phong Cổ Đức này mình cứ mặc hàng đẹp một tí thì nhìn nó sang hơn các chị ạ. Đây. Này, màu trắng đấy, 159k đấy chị nhá. Mặc thoải mái lắm, nó không như hàng nhà người ta bán đâu. Người ta bán cái chị mặc chỗ này kích này, chỗ này bó này. Được chưa, mà nó ôm vào người, cảm thấy người mình nó béo. Nhưng con này đẹp lắm. Đấy, hay là màu da này, thích lấy màu nào lên cho màu đấy. U mì 6 cúc, Hà My lấy bao nhiêu cân thì chốt đơn cho này. Xinh chưa, này, màu be này các chị, 159.000 cái áo. Đẹp xuất sắc luôn. U mì 6 cúc đây nhá các chị nhá, đủ size luôn đấy. Đủ size luôn, quần này nhà mình thì bán 145.000, đủ size. SML, XL, 2XL thì 65 cân luôn. Con này thì hình như có đến mỗi XL, đéo có 2XL. Có 4 size thôi mà mình nhấm đi. Chị nhìn đi kìa, còn 2XL kìa, còn đang đến kìa. 2XL thì là... Chị không nhớ được trước là còn giá bao nhiêu con 2XL đúng không? Yeah, nhiều size đấy, 5 size cả. Đấy, các chị lấy quần Umi 6 cúc lên, quần Umi 6 cúc nhá. Umi 6 cúc này, được chưa? Umi 6 cúc có 145.000 một quần thôi. Chất sướng lắm. Trời ơi, mặc quần này nha. Mặc quần này nha, sướng mê luôn. Mọi năm vào tầm này là em Trang là đi bán quần công sở, quần vải rồi. Nhưng mà đi bật cái quạt cho mày thấy nó sóng lên nhỉ? Cho chị đi gió em bê bết quá nhỉ? Nhưng mà năm nay em Trang không thèm bán quần vải nữa vì quần này quá thích. Quá thích luôn mà mặc có sướng mà vẫn sơ viên được. 53 cân 1m50 mặc size gì em lấy cho chị size 53 cân 1m50 lấy xem màu. Form này là chị to đẹp, mặc nó không lộ bụng đâu, mặc rất thích luôn, thấy cái quần này sướng lắm. 10 người mua thì đến 11 người khen.
nó gọi là đỉnh cao của chân ái luôn, đỉnh cao chân ái. À, về 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 sơ vin thì áo này đẹp, sơ vin với áo của Đức là đẹp, đẹp lắm, quần cực kỳ sướng luôn. Ai mà chưa mua quần này nhà mình tranh thủ mua nhé, 145.000, nó không đắt nhưng mà thật sự luôn, form quần quá mê, đẹp dã man luôn đấy. 145k một quần, 145k một quần. Thích lấy quần màu gì lên cho màu đấy nhé. Đấy, màu màu đen này đẹp cực kỳ luôn mà nó rất là xịn. Đấy, 145.000 mà mặc không bao giờ biết bai xù tí nào luôn. Không bao giờ biết bai xù một tí nào đúng chưa? Này, đấy, đẹp như này cơ mà. Đấy, không bai không xù nha. Riêng nhà Trang Đẹp bán quần gì cũng bảo hành hết. Từ quần legging hay là quần u mì nhá, mọi người bọc mặc cho Trang Đẹp 5 năm. Không bai và không xù, không bạc màu và không cắn chỉ cho em luôn. Được chưa? Còn quần nhà em có chỉ giặt lên là giặt xuống này, giặt tái là như xong cái màu vải, cái nước vải nó vẫn đẹp và nó vẫn nét vải, chứ nó không như quần người ta. Cái quần người ta chị mặc ấy, giặt một hai nước là nó xù và màu vải nó cũ li, mọi người lại muốn mua quần mới đúng không? Nhưng quần nhà em mặc 5 năm, khách cứ bảo là từ lúc con 4 tuổi đến con bao nhiêu tuổi vẫn còn hả? Con mua từ lúc con 4 tuổi đến lúc 10 tuổi vẫn đẹp. Vẫn đẹp. Nó không ai xù đấy, khách người ta mua mà các chị biết là mặc cái quần nó đi trà đi rồi giặt lên là xuống như nào đúng không? Mà nhà mình bán nó rất rẻ, 145.000 là mặc nó mấy năm không hỏng thì em thật các chị tại sao em ế em biết rồi đấy. Các chị lên quần u mì 6 cũng kèm số này cho em, thích đen lại đen, thích đâu đến đâu. Đủ size S, M, L, XL cho em 40 60 cân, dáng baggy, che bụng, che khuyết điểm ở chân cực tốt luôn, nên là ai mà chưa có quần này lấy nhá. Nghe Trang lấy một quần. Nghe Trang lấy một quần về mặc cho biết là độ sướng của nó như nào. Áo đang mặc 159k, áo phông của cổ Đức chưa? Này đẹp chưa? Đẹp dã man cho em luôn, chị nhắc lên cho em quần u mì 6 cúc, được chưa? Đen nâu kèm xuống tay cho em. Hương Trần lên xuống đây chị đi. Nga Vũ ok lấy áo chị mặc nhá. Đây áo còn có 4 màu đây em yêu. Phong cổ Đức thích lấy màu nào lên chị màu đấy. Màu đỏ cho chị Hòa Tú có đơn này. Lấy hát phong cổ Đức một trắng với là quần u mì đen ok. Chị Hương Giang xuống cho em đi, Mạnh Thị Tuyết có đơn cho em này. Đẹp quá chị ơi này. Đấy, hàng nó như này cầm nét căng luôn, hàng trong lại một luôn. Cứ mặc hàng nhà em là toàn hàng quần trong lại một, các chị yêu không phải lo nhá chị nhá. Không phải như nhà người ta bán đâu đây. Xuất sắc chưa? Đấy. Cho chị áo cổ Đức màu vàng với trắng với một quần u mì 6 cúc màu đen, chị 52kg lấy cho em size M chị yêu nhá. Đấy. Áo thì các chị lên cho em là áo phông cổ Đức NY, hàng đính đá, phông đẹp, 159.000 một áo thôi, bao chất cho các chị luôn. Mặc thì có thích và thích và thích thôi ạ. Riêng áo này nhà em nhá. Các chị nào mà hay đi làm mà không thích mặc sơ mi nóng thì các chị cứ lấy phông cổ Đức này cho em ạ. Kể đó chị mặc nó, kể đó đi chơi mình mặc những phông cổ Đức này nó cũng trẻ trung mà nhìn nó sướng, đẹp. Đấy, chứ nó không như là hàng chợ đâu, các chị yên tâm. Nếu mà các chị nào mặc cổ Đức thì chỉ có lấy cổ Đức này mặc thôi. Ok, quần u mì 6 cúc màu đen cho Hà Mi rồi em ơi. Đấy, Hồng Tú ok lên số này cho em đi, Ngân chị ngồi đơn cho em nhé. Đẹp lắm các chị ạ, vàng trắng da. Đấy, tình yêu lấy lên số này cho em đi. Treo gì? Đây để chị đi sang cho em đấy. Tình yêu lấy thì lên số này cho em nhé. Nga Trần ok có đơn cho em 6 cúc nhà Trang mặc thích lắm. Mình mặc 2 năm rồi vẫn còn mới trời ơi. Này bây giờ nhiều bọn cắt cái hình ảnh 6 cúc của nhà em trên TikTok. Nhưng mà không phải là hình ảnh của em đâu các chị ạ. Lên cho em mã của áo phông cổ Đức NY cho em chị ơi, 159k áo, 159.000, 159.000 nhá, chất đẹp luôn. Đấy các chị lấy màu nào lên cho em. Thích màu be lấy be, thích màu đen lấy. Cổ lúc nào cổ bé mà nó làm dày, nó làm pujit, nó dày mà nó hay bị xoắn cổ lên như cái này không nha. Đẹp vãi trưởng luôn. Mặc lên đi. Những cái con phông của Đức này mặc thích nhá. Nhưng mà mình mặc với quần bò, biết cái quần sóc thì mình kiểu mình quần đùi cũng đẹp. Hay là mình mặc cái thể thao đấy đi, đâu mặc của Đức bao giờ nó cũng đẹp và nó nét. Đấy, con này có màu da, màu đỏ, màu đen và màu trắng, à màu đen. Màu da màu đỏ, màu vàng và màu trắng. Đẹp lắm. Đấy, nới bằng đá luôn. Đấy, hàng này mà shop ra shop mua thì không bao giờ có chuyện dưới 250 đâu. Mình chỉ bán 159.000. 159k. Cái này không cần về đâu. Cái này khi nào mua nó comment lên. Con này bị điên mày em ơi. Bọn cứ đéo gì cũng biết. Bố mày đang livestream. Thì nó gọi điện ra trời đứng. Mẹ nó. Được rồi. Lên mã này là cổ phong gì nhỉ? Phong cổ Đức NY. Cổ Đức NY nhá, 159k đẹp lắm. À, xuất sắc luôn. Chứ còn những cái dòng này mặc đẹp. Đẹp xuất sắc luôn, phải đẹp vừa đâu. Cái này mình bán 159.000 thôi. Cổ Đức NY lấy màu gì? Màu trắng cho chị Hương Giang này. Thảo Ly ok này, cổ Đức NY màu đỏ. Đúng rồi tình yêu, có 4 màu đấy. Da, đỏ, vàng và trắng. Chị thích lấy màu nào thì bảo em giơ xem. Đẹp cực hàng nha em, từ cái khuy. Các chị nhìn nào, từ cái khuy nó đẹp rồi. Đẹp từ cái khuy đẹp đi rồi các chị nhá. Đây, hàng này của CC Style nhá, nổi tiếng luôn. Từng cái khuy nó cũng đã đẹp và nét như thế này cho em luôn này. Các chị nhìn thấy chữ NY đá chưa? Đẹp xuất sắc cho em luôn. 159 cho em, lên cho em mã là gì ạ? Phong cổ Đức NY nhá. Ok, Hà Mi dồn đơn, em lấy con trắng à.
lấy màu nào để comment màu đấy, lấy cho chị cái dây phông nó y chị dơ màu cho khách xem. 159.000 đấy chị ơi, đẹp. Đây lấy cái này thì mình lấy đây nữa, đứng ở đây mà dơ thôi. Ok Hương Giang nhá, nội y trắng ok gái xinh. Thảo Linh ok cũng nội y trắng này. Phong của Đức nội y này mình đang tặng là 159k, đẹp lắm, xuất sắc luôn. Riêng hàng nhà mình mà nói chung ai mà thích mặc dòng phong có cổ này, hoặc là thích mặc những cái dòng phong polo thì nên lấy con này, vì nó rất là đẹp. Chất nó không pha ni lông cho nên khi mọi người mà mặc cái nó rất nhẹ áo. Đây màu vàng này, mọi người mặc nhá, nó rất là nhẹ áo. Nhẹ áo và nó thấm mồ hôi, và đặc biệt là mọi người cảm thấy nó mềm chắc nó sướng. Chứ còn nếu mà mọi người mặc cô zip nó dày mà nhìn nó quê áo lắm. Cái hàng này của mình thì rất là yên tâm nhá, cực đẹp luôn. Phong nới đi cho em màu trắng ok, Thảo Liên xuống đây cho em đi. Nga Vũ ok, xem màu đỏ đây chị gái. 159k nhá. Từ cái tay, cái dáng tay, tất cả mọi thứ đều nó đều rất là vừa vặn, nhưng nó không bị chật người. Thu ra cái số này cho em đi, vàng như trên line luôn, vàng này mặc cũng trắng da lắm. Umi đen có size em ơi, Umi có size. Xong rồi lấy chuẩn Umi chị nhá. Umi có size S, M, L, XL, 2XL, nhà chị đều có size S. 40-63 cân có size, vàng như trên line luôn chị ạ. Vàng như trên line, vàng này nó không bị gọi là vàng chóe như kiểu là vàng chó đuổi đâu, mà là đẹp lắm. Mà chị thu lương lên số này cho em chút cái đơn vào sau ấy. Có số rồi. Cái này nhà em là toàn những màu, tức là màu nó đẹp thì mình lấy, không đẹp nó bỏ qua luôn, không bao giờ em nhập luôn. Kể là tông vàng hay tông đỏ hay tông gì đấy, các chị nhìn cái áo mình mặc cái dáng áo nha, nó thoải mái, nó không bị dày áo cộm áo đấy, quần cũng đi chị, chứ phải như hàng chợ đâu. Mọi người hàng chợ xong rồi trông cái áo của Đức như chán lắm, nhưng mà hàng này lên nó nét các chị ạ, như kiểu hàng mua 500-600 nghìn luôn đấy. Chị lấy cổ Đức lên cho em nhé, này màu vàng đây đấy, các chị thích lấy màu nào lên cho em màu đấy. Vàng nhá, cổ kiếp này, cúc kiếp, các chị nhìn thấy không, hàng xịn nó khác luôn, đá điếc này, nét mà nó nét căng luôn đấy. Áo thì các chị lấy màu nào lên, màu đỏ cũng như trên line luôn. Tất cả những màu ngày hôm nay là em nhìn so với trên line là nó đều rất là chuẩn, nên các chị thích lấy màu nào lấy nhá. Này đấy, có 159.000 thôi mà mình mà mặc hàng đẹp, cái phong cổ Đức này mình cứ mặc hàng đẹp một tí thì nhìn nó sang hơn các chị ạ. Đây này, màu trắng này, 159k đấy chị nhá, mặc thoải mái lắm, nó không như hàng nhà người ta bán đâu. Người ta bán các chị mặc cho này kích này, cho này bó này, được chưa, mà nó ôm vào người cảm thấy người mình nó béo, nhưng con này đẹp lắm đấy. Hay là màu da này, thích lấy màu nào lên cho màu đấy. U mì 6 cúc Hà My lấy bao nhiêu cân thì chốt đơn cho này. Xinh chưa này, màu be này các chị, 159.000 cái áo, đẹp xuất sắc luôn. U mì 6 cúc đây nhá các chị nhá, đủ size luôn này, đủ size luôn. Quần này nhà mình thì bán 145.000, đủ size S, M, L, XL, 2XL thì 65 cân luôn. Con này thì hình như có đến mỗi XL, đéo có 2XL. Có 4 size thôi mà mình nhầm đấy. Chị nhìn kìa, còn 2XL kìa, còn đang để kìa. 2XL này là... Chị không nhớ được trước rồi, còn giá bao nhiêu con 2XL luôn rồi. Thế nhiều size đấy, 5 size cả. Đấy, các chị lấy quần Umi 6 cúc lên, quần Umi 6 cúc nhá. Umi 6 cúc này, được chưa? Umi 6 cúc có 145.000 một quần thôi. Chất sướng lắm. Trời ơi, mặc quần này nha. Mặc quần này nha, sướng mê luôn. Mọi năm vào tầm này là em Trang là đi bán quần công sở, quần vải rồi. Nhưng mà đi bật cái quạt cho mà thấy nó sóng lên nhỉ. Cho chị đi gió em. Bê bết quá nhỉ. Nhưng mà năm nay em ta không thèm bán quần vải nữa, vì quần này quá thích luôn, mà mặc có sướng mà vẫn sơ viên được. 53 cao 1m50, mặc size gì em lấy cho chị size 53 cao 1m50, lấy xem màu. Form này là chị to đẹp, mặc nó không lộ bụng đâu, mặc rất thích luôn. Thấy cái quần này sướng lắm ý. 10 người mua thì đến 11 người khen, nó gọi là đỉnh cao của chân ái luôn. Đỉnh cao chân ái. Về sơ vin thì áo này đẹp, sơ vin với áo của Đức là đẹp, đẹp lắm, quần cực kỳ sướng luôn. Ai mà chưa mua quần này nhà mình tranh thủ mua nhé, 145.000, nó không đắt nhưng mà thật sự luôn, form quần quá mê, đẹp dã man luôn ấy. 145k một quần, 145k một quần. Thích lấy quần màu gì lên cho màu đấy nhé. Đấy, màu đen này, đẹp cực kỳ luôn mà nó rất là xịn. Đấy, 145.000 mà mặc không bao giờ biết bai xù một tí nào luôn. Không bao giờ biết bai xù một tí nào đâu chưa? Này, đấy, đẹp như này cơ mà. Đấy, không bai không xù nhá, riêng nhà Trang đẹp bán quần